Vâng, chúng ta cùng đến với trận thi đấu thứ tư ở trong xê đấu thứ hai. Tỷ số đang là 2-1 rồi. Vâng, trận chung kết thứ hai. Trận chung kết đầu tiên ở trong xê đấu thứ hai ở cặp đôi Velop và Phi Thường đã diễn ra tương đối chóng vánh. Khi ở phía bên kia nhận thấy Pơ dò quá ít và Quân là xấu hơn khá nhiều, quyết định ghi sai luôn. Và đây là trận chung kết thứ hai. Màn hình máy em thủ Phi Thường người cầm Babylon, còn Velop là người cầm Hitty. Và Hitty là tương đối đẹp. Các bạn có thể thấy Velop tính toán như thế nào. Vâng, đóng một chiếc bè còn ướm chán chê, đề phòng Ken với một cái gỗ 75. Gỗ 75 gần nhà ở thời điểm đầu là cực kỳ quý giá. Vậy Velop rất chỉn chu và cẩn thận. Các bạn có thể thấy là phong cách của cầu thủ Velop là 5 nông dân ăn quả đầu, và sau đó thì cắt hai nông dân ra đi tìm đồ ăn từ rất sớm, gấp rút đá những cái thứ tìm thấy về ngay những thời điểm đầu. Năm nông dân ở thời điểm đầu tất nhiên là sẽ vâng chậm hơn so với 6 nông dân, tuy nhiên là không quá nhiều, và bên lớp đã quen với điều này. Hơi lỗi ở con hươu thứ tư nhưng có lẽ là không ảnh hưởng quá nhiều. Thêm một đàn hươu nữa. Đây là một bài mà đồ ăn là đẹp nhưng những cánh rừng thì vẫn chưa thấy. Một cánh rừng thông nhưng vị trí đóng bé đẹp là chưa có. Chúng ta hãy cùng chờ xem. Thêm một đàn hươu và một đôi voi. Như vậy là đồ đạc đã hòm hòm tương đối ổn. Thêm bất kể một đồ ăn gì nữa xem như là đủ ở bài này. Khó rồi, một bài mà một nông dân gặp hai sư tử, nhưng vừa rồi là một tình huống thoát nạn thành công. Có vẻ như vận may bắt đầu mỉm cười. Vận may bắt đầu mỉm cười. Và chúng ta hãy cùng chờ xem bài này có tiếp tục vượt khó được hay không để đến với như vậy là game thủ Phi Thường chết một dân ở đấy rồi, chứ không phải đúng là như vậy rồi. 17 nông dân đến từ game thủ Phi Thường và 18 nông dân đến từ game thủ bên lớp. Chúng ta hãy cùng xem bài này ai là người đánh cung và ai là người đánh chém. Phi Thường cầm Babylon, cung được xem như là cung là bình thường. Thì lại có một bài là tương đối đẹp và nhiều rừng. Kín và nhiều rừng. Còn Velop là người cầm cung tuyển Hitty. Thì lại gặp một bài mà khá ít rừng nhưng đồ ăn là tương đối nhiều. Chúng ta hãy cùng xem các anh sắp xếp bài này như thế nào. Nhân sự bài này là như thế nào. Như lúc nãy tôi nói thì về ban đêm rồi cũng tương đối ít người theo dõi. Cũng muốn giảm cái thời gian chat của các bạn xuống thấp để các bạn có thể tiện nói chuyện với nhau hơn, tiện giao lưu với nhau hơn. Nhưng vâng, cái quyền của tôi nó cũng có hạn. Vâng, tôi có nhiều quyền hơn thì có lẽ là tôi sẽ cố gắng giảm xuống cái thời gian giảm xuống để cho các bạn dễ nói chuyện hơn. Nhưng cái quyền hạn admin của tôi nó cũng có hạn thôi. Không làm cách nào được. Từ ngày mai tôi sẽ cố gắng, nếu được hay quay kèo đêm sẽ cố gắng xin các anh để cho vâng nhiều quyền hơn một chút cho các bạn có thể vâng ban đêm dễ nói chuyện với nhau hơn. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng tiếp tục quay trở lại kèo đấu. Phi Thường lại là người đánh 23 nông dân rồi. Velop lại 26 nông dân. Câu voi, câu một voi đến từ game thủ Velop thì luôn làm cho người ta có cảm giác như là không được yên tâm cho lắm. Nhưng đây, vâng, như đây là một tình huống câu thành công. Hơi ít rừng đến từ Velop trong bài này. Bắt buộc phải bo nhỏ vậy. Cố gắng thiết kế một chiếc bè sát với cánh rừng phía trong hơn để có hiệu quả chặt gỗ cao hơn. Nhưng có lẽ cũng chỉ đến vậy thôi. 26 nông dân và thực đang dồn lên là cực kỳ nhanh. Meo Meo là người rất gần với thủ Velop. Đóng BB. Ô, Phi Thường chưa lên đời thì phải. Ô, như vậy là Phi Thường lên đời rồi. Phi Thường lên rồi. BL và BM. Chúng ta hãy cùng xem 10 bao nhiêu. Bên kia Meo Meo là người lên đời rất sớm thì phải. BM và BA. Hơn 900 thực rồi.
Không, BB mới là người đến đời rất sớm. BB mới là người đến đời rất sớm. Đó là điều mà tôi lo ngại. Thôi hỏng rồi. Như vậy là một pha vẩy E mà không thành công. Một pha vẩy E mà không thành công đến từ game thủ phi thường. Chốt E là tương đối nhanh. Nhưng đây là một tình huống mà vẫn thoát đến từ con ngựa giò của game thủ BB. Toàn bộ những cơ sở làm ăn đã bị phát hiện. Về lớp thì cũng đã bị lộ. Tương đối căng. 1L. Nhà vẫn đang còn khá nhiều vị trí có thể khai thác. Duy nhất mới bãi vàng là được bo bế thôi. BB lên đời rất sớm và đang làm đến sự khác biệt. Đây đã là trận chung kết rồi, cố lên. Đắp P hay đắp cái gì? Có ý định đắp P hay đắp cái gì? Đúng là như vậy, đắp P. Màn hình máy của game thủ Vlog Timeline 27 ở thời điểm này. Thôi xong rồi, 2vs1 rồi. Con lạc đà của game thủ phi thường quay lại. Phi thường quay lạc đà lại. Rồi lại vâng, cái chém chết được con ngựa chém này không, chúng ta cùng xem. Vẫn chưa có bánh xe đến từ thủ bên lớp. Chém thứ hai là cực kỳ nhanh tay trong tuần này. Không ổn, có bánh xe rồi nhưng vẫn không ổn trong tuần này. Rất nhanh tay. Vâng, chốt được E thì bị cung tê công. Rất khó khăn. Đen chiếc BE ra và chạy lại. Tham lai tụt xuống 22, khó lắm rồi. Không ăn được con ngựa chém. Con ngựa chém là quá nhiều máu. Không còn thực để sóc quân trong tình huống này. Rất khó khăn. Cực kỳ khó khăn. Phi thường vẫn giữ được tham lai 28 có phù. Nhưng ở thời điểm này chúng ta cùng xem. Đã có bánh xe đến từ game thủ Mèo Mèo rồi. Mèo Mèo cầm cái gì chúng ta cùng xem. Dường như là cũng là cung tuyển gì đó. Cũng là cung tuyển gì đó đến từ Mèo Mèo. Không ăn được con chém quá nhỏ. Vâng, cũng là cung tuyển Hitty. Vâng, nếu tôi nhìn không nhầm thì đúng là cung tuyển Hitty thật. Rồi, bắt được một con chém này. Cố gắng cầm cự thêm một lát nữa. Nhưng không lâu. Những con lạc đà bị cung tuyển Hitty rỉa là cực kỳ nhanh. Nó khác hẳn với những con chém bị cung Hitty rỉa. Và những con chém chém và những con đông dân cũng cảm thấy rát và thấm hơn là cực kỳ nhiều. Về lớp có lẽ là bị bung hẳn rồi. Tham lai 24 đến từ thủ về lớp thôi. Bung hẳn rồi. Bây giờ Mèo Mèo rơi vào tầm khoảng tham vâng gần 4 xích. Khó lắm rồi. BB thì vẫn đang khỏe nguyên. Muốn chốt E nhưng cũng không thành. Lùi hết cung R về. Và sau đó thì bắt được tên chém này thì là vâng thi đấu tiếp. Nếu không thì là rất khó. Về lớp vẫn đang thi đấu với 200% phong độ chứ không phải là 100% nữa rồi. Bắt con chém ở phía trong. Sau đó thì... vâng, thì lại bị những con cung R công ở phía ngoài. Rát kinh khủng khiếp. 26 đến từ tham lai của... Babylon. À xin lỗi, à, đúng rồi. Đến từ Babylon. Bây giờ thì bị bắt những con chém đồng thời... vâng, những con lạc đà là rất ít máu. Bị cung R rỉa là rất nhanh. Viên lớp vẫn giữ được cái tham lai 29 ở thời điểm này. Hỗn chiến ở trước cửa nhà thủ viên lớp nhưng viên lớp không sóc quân được. Đơn giản vì viên lớp bị công quá gắt. Đau và rát. Vậy e là rất nhanh và rất tinh tế đến từ thủ viên lớp nhưng số lượng quân là không đủ để đánh đuổi được cái số lượng quân của thủ Mèo Mèo. Mèo Mèo quá đông, viên lớp đang dùng đến 300% công lực của mình để đỡ nhà. Sâu quá, bài này mà viên lớp đổi ngược cho nhau thì là đẹp hơn rất nhiều. Thôi, một đều về C. Vâng, tỷ số là một đều về C.
3-1 ở trong xe đấu thứ hai này. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi trong ít giây nữa, ít phút nữa để đến với trận thi đấu đầu tiên trong C3 thôi.